đếm ra bốn thôi, tập trung vào đếm. Đếm lúc cho xong đi, xong rồi nghỉ ngơi, hay là nghỉ ngơi không tí ra đếm. Thì cứ túc tắc thôi, túc tắc đếm đi. Đang sau này vứt vào đâu? Bà vẫn còn kia, cái này chỉ được con này thôi. Cái góc này là cái bánh này rồi. Bật máy ra. Kéo bật ra một tí. Không khi khi này mình đang đủ vào một góc cao cao nha nhỉ. Đủ trải ra. Bọc một cụ, bọc được đấy, cả cụ đầy hơn đấy, cứng quá. Và nó xử lý khó, ít nữa là bắt đầu nó mọc ở phần đây này. Đấy, bọc một cụ cứng, cứng quá. Bọc được cụ rất là đẹp, rất là đẹp này, ít nữa nó mọc đây hoặc là giữa, nó nhấn nó cái giá nó đẹp thật. Tìm đẹp trong được một mùa không thu hóa nên thành ra nó to đấy, nó to như này. Còn nếu mà nguyên bản của nó thì nó chỉ bằng một phần bá thôi, thành ngay gần bằng cái bánh rán, đẹp thật. Như hành nhỉ, gần giống hành. Mấy thằng kia nó còn thuyết thuyết, thằng này tròn đều.